Cầu rất là hoàn hảo cái thủ môn của đội tuyển khu 8. À, khu 8 các bạn. Wow, rất là nguy hiểm. Wow, nhưng mà hậu vệ của Tàn đã khá đắt. Khu 8 thì là đội khách diễn. Wow, thủ môn đã. Anh em hỏi chứ, em có biết cái ngày bóng ai chấn là ngày gì không? Ngày 9 ạ. Ờ. Là ngày Quốc Khánh anh. Quốc Khánh là ngày, ý nghĩa của nó là gì? Ngày độc lập. Ngày độc lập, nhưng mà ý nghĩa chuẩn xác của nó là gì? Em có biết không? Hỏi thế thì em chịu chết đây. À, ngày... xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Mỹ Lung các bạn ạ. Ở đây thì đang diễn ra một cái giải bóng đá rất là chuyên nghiệp các bạn ạ. Từ ngày mùng 2 tháng 9 từ diễn ra từ ngày 30 tháng 4 cho đến ngày mùng 2 tháng 9 các bạn ạ. Hiện tại thì đang diễn ra trận chung kết các bạn ạ. Trên cái trận chỉnh giải 3 thì đã diễn ra từ ngày hôm qua rồi. Còn hôm nay thì sẽ là trận chung kết. Ở đây thì có các cái ban ngành đoàn thể rất là đông. Các đã đến và trận chung kết sẽ diễn ra vào từ ngày mùng 2 tháng 9 và trong cái giải này thì sẽ diễn ra là từ ngày 30 tháng 4. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển tải cho các bạn đến cái trận đấu hôm nay sẽ là trận chung kết các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển tải các bạn là trận chung kết giữa đội tuyển khu 5 và đội khu 6 đúng không ạ? Khu 8. Đây thì sẽ là các cái ban ngành đoàn thể rất là đông đến để dự cái trận chung kết ngày hôm nay các bạn ạ. Và bình thường đã diễn ra cái vòng loại rồi và trận hôm nay sẽ là trận chung kết để tranh cái trận nhất nhì và tranh giải ba thì hôm qua rồi. Và còn cái trận tứ hùng thì sẽ diễn ra vào dịp Tết các bạn ạ. Dịp Tết vào ngày mùng 3 mùng 4. Mùng 3 mùng 4 sẽ diễn ra cái trận tứ hùng, tranh cúp tứ hùng của xã Mỹ Lung các bạn ạ. Đây là rất là đông các bạn ạ. Khán giả đến xem cái trận hôm nay khá là đông. Mình thì cũng sinh ra ở đất Mỹ Lung, tuy nhiên là mình đang làm việc và sinh sống tại Yên Bái các bạn ạ. Hôm nay thì mùng 2 tháng 9 mình nghỉ lễ và về đây thì truyền tải đến các bạn cái trận bóng. Trận chung kết diễn ra hôm nay thì sẽ là đội khu 5 và đội khu 8 các bạn ạ. Hai đội xuất sắc nhất trong cái vòng loại. Vòng loại từ 30 tháng 4 đến giờ có hai cái đội xuất sắc nhất này thì hôm nay sẽ vào tranh cái giải nhất nhì hôm nay các bạn ạ. Bây giờ trời tiết cũng khá là nắng các bạn ạ. Các bạn xem thì có thể nhìn thấy đây hình như là các cổ động viên của đội tuyển khu 5 đúng không ạ? Đây là cổ động viên của các bạn khu 5 các bạn ạ. Đội chủ nhà của mình á. Mình thì sinh sống và lớn lên ở khu 5. Tuy nhiên hôm nay là đội khu 5 mình đã vào cái đội chung kết các bạn ạ. Đây bà hình như là cũng khá là nhiều tuổi rồi. Này bác cũng đến đây để cổ vũ cho đội đội nhà. Đây chính xác là ông cậu Lâm các bạn ạ. Lâm thì ông Lâm chính là trưởng khu dân cư khu 5. Và tí nữa thì mình sẽ có một chút gọi là ủng hộ cho đội tuyển khu 5. Để động viên các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn. Cậu Lâm. Đúng chung ơi. Di chuyển đều đi. Đội tuyển khu 5 thì ngoài này là hơi bị bất lợi một chút các bạn ạ. Vì ở bên này nó hơi bị chói nắng. Vì chói nắng cho nên là nó cũng rất là bẩn tiền một chút. Rất nguy hiểm. Ôi, rất tiếc là bóng đã đi ra ngoài các bạn. Rất là tiếc các bạn ạ. Một pha rất là tiếc. Đáng tiếc cho các cầu thủ nào. Các cầu thủ đã ghi bàn thắng các bạn ạ. Đây là ông Lâm, là trưởng khu dân cư khu 5 các bạn ạ. Hôm nay là ai ghi bàn thắng ở chú nhỉ? Minh Hiếu. Minh Hiếu. Có giải thưởng gì không ạ? Có giải thưởng gì không ạ? 1 triệu. Một triệu đầu tiên. Nóng 1 triệu đồng. Vâng, rất là
cho dù là một cái giải ao làng thôi các bạn ạ, nhưng mà các thủ thủ đáng rất là xuất sắc các bạn ạ. Cầu thủ Minh Hiếu đã nhận một cái giải thưởng 1 triệu đồng trong cái bảng thắng ghi ra đầu tiên các bạn ạ. Đội tuyển khu 5 thì đang được hưởng một quả đá phạt các bạn ạ. Đá phạt từ khá là xa ngoài vòng cấm. Rất là nguy hiểm, ôi rồi quả sút rất là nguy hiểm nhưng mà đá ra ngoài các bạn. Đây là cái giải bóng đá của chào mừng ngày bóng 2/9 các bạn ạ. Khá là đông. Ở đây thì có các cái vận động viên, các cái ban ngành đoàn thể, và đặc biệt ở đây thì có rất là nhiều các cái lãnh đạo của xã các bạn ạ, huyện nữa, cũng về để tham gia cái chứng kiến cái giải bóng đá này các bạn ạ. Rất nguy hiểm, wow. Vậy là đã có bàn thắng giữa hòa các bạn ạ. Đội hòa cho đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Vậy là hai đội đã trở về với tỷ số cân bằng các bạn. Bên này thì khá là đông khán giả đang cổ vũ cho cả hai đội các bạn. Như vậy là tỷ số đã về cân bằng. Trận chung kết các bạn nên là nó diễn ra rất là sôi nổi các bạn ạ. Đây thì vào ngày dịp 12 tháng 9 và 30 tháng 4 thì sẽ có một cái trận bóng đá từ ngày 30 tháng 4 cho đến 12 tháng 9 rất xuất sắc. Thủ môn bên kia nếu mà không nhầm thì là thủ môn Văn Vũ các bạn ạ. Một cầu thủ vừa là cầu thủ cũng là một một cần thủ luôn ạ. Wow, ôi rồi rất là nguy hiểm các bạn ạ. Bàn thắng nó đã đập cột, đập xả ngang quá. Nhưng mà nó không vào. Cũng khá là may mắn cho đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Lại tiếp tục một cú sút nữa. Nhưng mà nó đã đi ra ngoài các bạn. Cái trận chung kết diễn ra rất là sôi nổi các bạn ạ. Ở đây thì có rất nhiều những cổ động viên của đội tuyển khu 5 cũng như là đội tuyển khu 8 đã đến đây để cổ vũ cho hai đội thi đấu trong cái trận chung kết ngày hôm nay các bạn ạ. Hôm nay thì các cái cổ động viên về khá là đông các bạn ạ. Vì cái giải này đã diễn ra rất là lâu, từ ngày 30 tháng 4 cho đến mùng 2 tháng 9 các bạn ạ. Đội rất là nguy hiểm. Cầu thủ môn Vinh Vũ thì đã bắt được quả bóng các bạn ạ. Đây mình đang ngồi ở bên cái đầu bên này nhá, là cái gôn của bên đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Là nếu mà để nói đúng là đội tuyển khách ạ, vì đây chính là sân nhà của khu 5 các bạn ạ. Bên khu 8 đang được một quả phạt rất là nguy hiểm trước cái đội của đội tuyển khu 5 các bạn ạ. Mình sẽ zoom lại cho các bạn xem nhé. Wow, ôi rồi, khá là đẹp các bạn ạ. Một bàn thắng cố định từ một quả đá phạt các bạn. Mình đang chỉ zoom thế nhưng mà rất tiếc là chưa zoom được đến cái bàn thắng đó. Xin chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển khu 8 đã ghi được bàn thắng, có nghĩa là chỉ có bây giờ đang là 2-1 nghiêng về đội tuyển khu 8 các bạn. Những phút đầu nhưng mà diễn ra rất là gây cấn các bạn ạ. Nó đang diễn ra cực kỳ là gây cấn giữa hai đội tuyển. Bây giờ đội tuyển của khu 5 đang tổ chức tấn công các bạn ạ. Wow. Rất tiếc là cầu thủ này đã không thể nào mà di chuyển được qua cái hàng hậu vệ của đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Hiện giờ thì bên khu cậu thủ khu 5 thì đang có một cầu thủ đã bị đau các bạn ạ. Cho cái tính chất quyết liệt của cái trận đấu chung kết ngày hôm nay các bạn, và trời rất là nắng các bạn đây. Mình có thể quay cái trời nắng nóng đây, mặt trời rất là chói. Có lẽ là do các cầu thủ đã chống đỡ rất là quyết liệt cho nên là đã bị chuột rút các bạn.
Đây chính là các cái cổ động viên của các cái cầu thủ khu 5 các bạn đang buồn lắm rồi, bởi vì đang bị dẫn trước cái tỷ số là 1-0. Tuy nhiên là vẫn còn những tia hy vọng, bởi vì đây mới là chỉ là những cái phút thi đấu đầu tiên thôi các bạn ạ. Do cái thời tiết nắng nóng quá độ của cái thì các thủ đang tạm nghỉ để uống nước một chút để tăng thêm cái sức khỏe cho để tiếp tục thi đấu trong cái hiệp 1 này các bạn ạ. Bây giờ vẫn chưa tiếp cái thời 1 đâu, nhưng mà các cầu thủ sẽ phải nghỉ uống nước một chút. Nằm đang được hưởng một quả đá phạt đấy các bạn ạ. Quả đá phạt khá là gần so với khung thành của đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Wow, rất là nguy hiểm. Wow, nhưng mà hậu vệ của Tam đã phá được bóng được bạn ạ. Đây thì hình như là các cổ động viên của đội tuyển khu 8 thì phải, nên là khi sút ra ngoài thì họ hô rất là to các bạn ạ. Do đây là cái giải bóng đá nam các bạn ạ, diễn ra nó khá là kịch tính. Đây hôm nay nó lại trận chung kết nữa giữa đội tuyển chủ nhà và đội khu 8 thì là đội khách diễn. Thủ môn đã như là trọng tài đã căng cờ báo hiệu là biên rồi các bạn ạ. Đây là thủ môn Văn Vũ, cũng là một cần thủ luôn ạ. Một pha tấn công của đội tuyển khu 5 các bạn ạ. Nhưng mà hậu vệ của khu 8 đã thả bóng ra ngoài rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã diễn ra cái giải bóng chuyền hơi của các cụ các bạn ạ. Các cụ bố lão, các người cao tuổi các bạn trong cái hội người cao tuổi của các xã trong xã Mỹ Lùng các bạn ạ. Đã diễn ra nhưng mà mình cũng chưa cập nhật được cái thông tin là đội nào là chức vô địch, thì tí nữa mình sẽ đi tìm hiểu và hỏi. Ở đây là các cầu thủ của đội khu 5 vẫn đang giữ bóng các bạn ạ. Quyết tâm của đội chủ nhà rất là xuất sắc các bạn ạ. Tuy nhiên là đội khu 8 cũng phòng ngự rất là nguy hiểm, nhưng mà sút đã đập vào một cái hậu vệ của đội tuyển khu 6 các bạn ạ. Mình vừa xin lỗi các bạn nhé, mình vừa mới bật máy xong thì là đội tuyển khu 5 đã ghi bàn thắng gỡ hòa các bạn ạ, và đang tỷ số là 2-2 đều. Đội tuyển khu 5 đang tổ chức tấn công các bạn ạ, bên phía cánh trái rất là nguy hiểm. Nhưng mà như là cầu thủ là tên là Huy các bạn ạ, Huy Mập ạ, thì đã phá bóng lên rồi. Thủ môn Văn Vũ là thủ môn khá là xuất sắc các bạn ạ. Đã cản phá rất nhiều cái pha tấn công của đội của khu 5 các bạn. Thế nhưng mà một quả đá phạt cho các cầu thủ. Một quả đá phạt penalty các bạn ạ. Mình đang ở sau cầu môn. Bây giờ là đội của khu 8 sẽ được một tất cả sẽ phụ thuộc vào một thủ môn. Mình cũng là một cổ động viên của đội tuyển chủ nhà các bạn ạ, mình là của khu 5 các bạn ạ. Cho nên là trong một cái lúc bài caramel như thế này thì cũng không biết là cũng chỉ mong là sẽ sút ra ngoài được các bạn ạ. Hoặc là thủ môn sẽ là một cái cứu cánh cho đội tuyển khu 5 các bạn ạ. Sẽ sút ra ngoài thôi. Wow, rất tiếc. Vậy là tỷ số đã là 3-2-3-1 các bạn ạ. Một quả penalty đã đem lại một bàn thắng nữa cho đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Rất là đáng buồn cho đội tuyển chủ nhà. Em có thấy buồn không? Rất là không vào các bạn. Thủ môn thì thủ môn đã ra sẵn rồi. Sẽ có một quả phạt các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ sang bên cuối khung thành của đội tuyển khu 8 để xem cái quả phạt của đội tuyển khu 5 nó sẽ như thế nào các bạn nhé.
Thì mình mong là hôm nay sẽ có một trận đấu là tỷ số hòa đi để đá penalty các bạn ạ. Để trận chung kết đúng không ạ? Nào, hay vô lên nào. Một góc sân khá là rộng các bạn ạ. Vào. Rất là hoàn hồ cái thủ môn của đội tuyển khu 8. Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Vũ thực ra là cầu thủ của hai quê các bạn ạ. Một thủ môn cũng khá là trẻ, có hai quê và đã trên hiện tại là đang bảo vệ khung thành cho đội tuyển khu 8. Thế nhưng mà không có chút gì nguy hiểm cả. Thủ môn Vũ đã bắt được bóng rồi các bạn ạ. Vậy là cái trận đấu giữa hai đội tuyển khu 5 và khu 8 trong cái trận chung kết thì đã kết thúc rồi các bạn. Đây hình như là có một số là cổ động viên của đội tuyển khu 5 hay sao ạ? Cô thủ trong khu 5 đúng không? Đang dẫn trước 2-0, hơi buồn chút đúng không? Nói chung là buồn nhưng phải cố gắng. Đôi khi là trong cái rất mong cho khu 5 mình phải cố gắng hơn nữa. Vâng, cháu cũng là một cổ động viên của đội khu 5. Nhưng mà cũng rất mong là đội tuyển khu 5 trong sáng kia phải sẽ là cố gắng. Bây giờ mình sẽ đi tìm một số cái bạn trẻ ở đây nhá, xem các bạn ấy có biết là cái ngày mùng 2 tháng 9 là cái ngày gì không. Đôi khi là trong ấy một số bạn trẻ sẽ không thể biết được cái ngày mùng 2 tháng 9 nó là cái ngày gì, chỉ biết là ngày lễ thôi. Thế nhưng mà đôi khi các bạn ấy sẽ không biết là ngày lễ gì các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một số các bạn trẻ ở đây nhá, để xem các bạn ấy có biết là cái ngày lễ mùng 2 tháng 9 là cái ngày gì không. Mình đi ở đây thì khá là nhiều xe các bạn ạ, nên là cũng chưa tìm được bạn nào. Ông, vâng, chào cậu ạ. Thì ở đây thì mình sẽ đi tìm một số cái bạn trẻ, bạn nữ hoặc bạn nam gì đó, để xem là các bạn ấy có biết là cái ngày lễ ngày hôm nay là cái ngày gì hay không, để tìm hiểu. Bác, bạn ơi, mình xin phép hỏi bạn, bạn có biết hôm nay cái ngày đá bóng này là ngày mừng ngày lễ đúng không ạ? Lễ mùng 2 tháng 9. Thì bạn có biết là ngày lễ mùng 2 tháng 9 là ngày gì không ạ? Quốc khánh ạ. Ngày quốc khánh có nghĩa là ngày gì? Ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa ngày mùng 2 tháng 9 là gì bạn có biết không? Ngày Bác Hồ độc bản đồng lập. Đúng rồi. Bản tông có nghĩa là sẽ là tuyên ngôn độc lập đúng không ạ? Có nghĩa là sẽ khai sinh ra đất ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đúng không ạ? Nên cảm ơn bạn đấy. Mình sẽ đi tìm một số bạn khác để hỏi xem là các bạn ấy có biết cái ngày hôm nay là ngày gì không? Để có một bạn khá là hình gái này. Em ơi, em đi. Em đi chẳng có đâu. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục tìm nhá. Ở đây thì khá là đông các khán giả các bạn ạ. Đi để mà tìm thì em ơi, anh nghe hỏi trước, em có biết cái ngày mùng 2 tháng 9 là ngày gì không? Ngày 9 ạ. Là ngày quốc khánh em. Quốc khánh là ngày, ý nghĩa của nó là gì? Ngày độc lập. Ngày độc lập, nhưng mà ý nghĩa chuẩn xác của nó là gì, em có biết không? Hỏi thế thì em chịu chết đấy. Ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Anh nhắc cho em một chút nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm một bạn trẻ khác nhé. Đôi khi là các cái bạn trẻ ở đây hình như là không không biết một chút gì hay sao á. Lịch sử Việt Nam, đó là ngày quốc khánh. Quốc khánh có nghĩa là ngày thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa các bạn ạ. Và ngày Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập trong cái ngày đó. Một số bạn trẻ đã không thể nhớ được cái ngày như thế này. Và hôm nay thì mình sẽ đi tìm tiếp tục để xem thử thách của mình ngày hôm nay. Đây thì có một số bạn trẻ rất là đẹp trai, xinh gái các bạn ạ. Ở đây mình hỏi ai nhỉ? Em có biết ngày mùng 2 tháng 9 là ngày gì không? Ngày quốc khánh anh ạ. Quốc khánh là ngày gì? Ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa à? Hiện tại giờ em chưa nhớ. Từ để em uống nước đấy. Hôm nay thì mình đi gặp rất là nhiều bạn và không nhớ ý nghĩa của nó là gì. Không, chưa biết là ngày gì. Em gái em có nhớ là ngày gì không? Chết rồi. Cái lịch sử Việt Nam hôm nay có lẽ là tôi sẽ phải đi tìm từ đây và hết cái sân bóng này để xem ai sẽ là ngày nhớ. Anh phải vào cho con quan hỏi kìa. Bây giờ em có biết là ngày mùng 2 tháng 9 ý nghĩa thực sự là gì không? Xin phép cháu đi lên đây một chút nhá. Là thực sự đúng, chính xác nó là ngày quốc khánh. Thế nhưng mà ý nghĩa thực sự của nó là gì?
cái nếu như thế em thế sao không nhận được cái nữa anh sẽ nhắc. Và rất tiếc là các bạn trẻ ở đây hỏi rất nhiều bạn trẻ nhưng mà đây miền núi rất thật là ngày mùng 2 tháng 9 là ý nghĩa thực sự là ngày gì? Là ngày Bác Hồ đọc lời tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chuẩn, em tặng anh chai nước. Chai nước này đúng, anh là người đầu tiên trả lời đúng. Đấy là rất thật. Rất thật, đúng. Chân thành cảm ơn em nhé. Vâng, em hỏi các bạn trẻ ở đây không ai muốn ai trả lời đúng. Họ, đấy là rất thật mà. Họ chỉ biết là ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc nhưng mà ý nghĩa thực sự là gì, họ không biết. Đấy, thế thôi. Vâng. Đúng nghĩa là ngày khai sinh ra nước Việt Nam mà đến bây giờ mình vẫn của câu nói Bác Hồ mà vẫn bốn bể năm châu đấy. Vâng. Ngày để mà ý nghĩa thực sự là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà không ai trả lời đúng, họ chỉ biết là xin cảm ơn em nhé. Vâng. Thế còn anh là cổ động viên của khu 5. Em cũng là cổ động viên khu 5. Hôm nay rất buồn là đang bị dân trước Hà 3-1. Thế nhưng mà em đang có một thử thách là một chai nước em đi một vòng rồi chưa ai được. Em sẽ tiếp tục là để hỏi để xem là cái nguồn gốc lịch sử của các bạn trẻ Việt Nam hôm nay học như thế nào. Thế nhưng mà họ đã không thể nhớ. Nếu các bạn trẻ Việt Nam, bởi vì thường đấy người ta vẫn có ghi hỏi nhé. Thí dụ cái gì nhá, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản các thứ đấy. Vâng, đấy, nhưng mà nhiều người không biết cái đấy là còn rất xa nữa. Bây giờ chỉ nó hỏi Bác Hồ thôi mà còn chưa biết cơ anh ạ. Đấy, chính xác. Vâng, rất là cảm ơn anh. Anh mình nhá. Vâng. Sống ở như bây giờ tại cái đất nước Việt Nam này nhá. Vâng. Phải cảm ơn Bác Hồ. Vâng, đúng. Bác Hồ họ chỉ biết là ngày đọc tuyên ngôn độc nhưng mà ý nghĩa thực sự họ không hiểu. Chính xác. Vâng. Em cảm ơn anh nhá. Và anh người đầu tiên đã nhận được chai nước của mình. Vâng, bây giờ mình còn cái trận bóng đá nam thì bây giờ vẫn đang diễn ra các bạn ạ, rất là sôi nổi và kịch tính. Do mình đi quay nên là mình sẽ đi quay cả bóng chuyền hơi và bóng đá nam các bạn ạ. Cho nên là không thể truyền tải hết được các bạn ạ. Do cái máy mình nó quay nó nhiệt độ hôm nay quá là nóng nên là máy nó đã nóng quá nên nó sập luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đứng lên trên để quay các bạn nhé. Nếu như mình cập nhật cái tin đến bây giờ thì không nhầm thì là đội tuyển khu 5 vẫn đang bị dẫn trước với tỷ số là 3-1 hay sao đó đúng không? Đây là một cái giải bóng đá diễn ra rất là lâu, từ ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 9 các bạn ạ. Hôm nay là 2 tháng 9 là diễn ra trận chung kết. Những cái đội xuất sắc nhất trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì sẽ diễn đấu trận chung kết này và đến Tết thì sẽ là có cái giải Tứ Hùng và giải Tứ Hùng thì sẽ đá giữa đội Ba Tư và đội Nhất Nhì các bạn ạ. Cái phong trào bóng đá với thể thao văn nghệ ở Mỹ Lùng thì nó diễn ra rất là sôi nổi và được diễn ra nó thường xuyên theo hàng năm. Mình đang tay bên các cổ động viên các bạn ạ. Không biết là hình như là có một quả penalty thì phải. Hay cái gì đó. Tất nhiên là quả penalty rồi. Bây giờ mình sẽ quay sang bên kia để chuyển tải cho các bạn đến cái quả phạt này các bạn nhé. Lúc nãy thì đây sẽ là một quả phạt trực tiếp penalty các bạn ạ. Không biết là các không biết là cầu thủ sẽ ghi được bàn thắng này không. Thì hiện tại của đội tuyển khu 5 này đang bị dẫn trước các bạn ạ. Trong cái trận đấu này thì mình sẽ không phát trực tiếp các bạn ạ. Mình sẽ phát trên kênh Sa Anh TV, Sa Vlog. Mình có hai cái kênh đó. Ở kênh này thì mình sẽ truyền tải tất cả các cái trận nào rất là kịch tính gọn. Xin chúc mừng đội tuyển khu 5. Đội tuyển khu 5 đã ghi rút ngắn tỷ số xuống các bạn ạ. Đây là gần như là một ông bầu của đội tuyển khu 5. Mình cũng là một tuyển thủ quan hôm nay rất là đáng buồn bây giờ. Rất vui. Bây giờ đang hòa các bạn ạ. Hòa rồi à? Nói chung là đang hòa. Đang hòa. 3 đều. Có nghĩa là game mình đã nói sai tỷ số các bạn ạ. Mình đã nói là tỷ số là 3-1 thì bây giờ là 3 đều rồi. Việt Nam. Mình xin lỗi, đó là khu 5 cố lên. Khu 5 chính là đội chủ nhà của mình ạ. Mình là một người con của khu 5 các bạn ạ. Và hôm nay mình cũng đã ủng hộ để cổ vũ cho các bạn là khu 5 cố lên. Đó. Đây một cổ động viên rất là nhiệt tình. Đây là cô Hằng đúng không ạ? Đây là cái cặp sinh đôi lớn nhất bây giờ hiện nay đang đá bóng ở trong này. Và cái cặp sinh đôi nhỏ nhất thì bây giờ là đang chuẩn bị đá bóng thôi. Đang hai mẹ đang bế đây. Đấy, hai thằng liền. Đó. Nếu như ở Mỹ Lung chúng tôi á thì hiện tại là đang có một cái chương trình rất đặc biệt các bạn ạ. Đó chính là du lịch cộng đồng. Du lịch cộng đồng có nghĩa là các bạn đến đây du lịch. Nếu như các bạn hiếm muộn
các bạn hiếm muộn, các bạn không thấy con có thể là các bạn sẽ về xóm này, về xóm đây. Các bạn có lẽ sinh hoạt cộng đồng, có thể ở đây và ăn cơm uống nước ở cái xóm sinh đôi này. Có thể là biết đâu là trong cái cuộc sống may mắn thì các bạn có thể là lại thụ thai được và có thể là sinh con được. Đó là một... Ông lên đây! Hình như là có phạm lỗi rồi các bạn. Chạy vòng sao Hùng ơi? Kéo bớt lên nữa. Sâu vào. Hình như là phỏng lỗi hay cái gì đó. Hình như là phỏng lỗi với thủ môn này các bạn. Vào nhau thôi, cái gì đâu. Bây giờ vào là thua luôn á. Vào là thua luôn á. Bây giờ mình chỉ muốn là sẽ hòa đi để đó một trận đá luân lưu đi cho nó kịch tính các bạn ạ. Còn này là đội khu 5 thì cũng đang trông đỡ rất là khắc nghiệt các bạn. Bây giờ là đội khu 8 thì đang được hưởng một quả đá ném biên các bạn. Mình sẽ đây là những phút cuối rồi các bạn ạ. Mình sẽ truyền tải các bạn đến những cái kịch tính của cái phút cuối này, nó sẽ như ra các bạn nhá. Wow, rất là nguy hiểm. Tôi cũng chưa hiểu là chuyện gì luôn. Các cái cổ động viên thì đang hơi là cũng đang hộ lý các bạn ạ. Trọng tài thì đang hộ lý các bạn ạ, đang hộ lý để xem là sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào các bạn nhé. Mình thì cũng đã quay được cái tình huống đó, thế nhưng mà để cho công tâm thì sẽ để cho trọng tài họ họ phán xét các bạn ạ. Quyết định sẽ là ở trọng tài các bạn ạ. Họ vẫn đang hộ lý. Rất kịch tính ạ, phút cuối cùng rồi. Thế nhưng mà đây đang vẫn đang đang thì hộ ý các bạn, để xem là quyết định cuối cùng sẽ như nào các bạn nhá. Trọng tài đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi các bạn ạ, để xem nào. Họ sẽ quyết định như thế nào đây các bạn. Quả này nếu như phạt 11m thì nếu vào thì chắc chắn là sẽ thua. Đó. Sẽ là có một quả đá phạt lên các bạn ạ, chứ không có quả 11m. Các cái gương mặt lo lắng của các cổ động viên khu 5 thì đang hiện rất là rõ. Nếu như quả phạt penalty thì chắc chắn là khu 5 sẽ không còn có gì để mà mất nữa. Chắc chắn sẽ thua các bạn ạ. Thì bây giờ là do cái sự kịch tính của trận đấu các bạn ạ. Đội tuyển khu 5 thì đang có một số bạn là đang chuột rút rồi các bạn ạ. Quả cuối cùng các bạn ạ, rất là nguy hiểm. Rất đáng tiếc. Có nghĩa là sẽ là cơ hội cuối cùng các bạn ạ. Sẽ là cơ hội cuối cùng để có lẽ sẽ kết thúc cái trận đấu này. Không biết có đá hiệp phụ hay không, nhưng mà đây là sẽ là quả cuối cùng các bạn ạ, để kết thúc cái hiệp chính các bạn ạ, trận chung kết ngày hôm nay. Đội khu 8 rất là miệt mài để tấn công các bạn ạ. Nào, vào không? Wow, rất đáng tiếc nếu như vào thì đội khu 8 họ muốn kết thúc cái trận đấu này trong cái 90 phút các bạn ạ. Không muốn dây dưa sang cái trận sang cái hiệp đá luân lưu các bạn ạ. Ở đây thì có cầu thủ này đã bị đau các bạn ạ. Thằng có lẽ là do nhiệt tình quá của trận đấu các bạn ạ. Đang bị chuột rút rồi. Những người cầu thủ trẻ rất nhiệt huyết, nhiệt tình. Trận chung kết nó diễn ra khá là sôi nổi các bạn ạ. Đang tỏ ra khá là đối đầu các bạn ạ. Do là cái đóng đá với cái mật độ nó cực kỳ là căng các bạn ạ. Do cái hấp dẫn của trận đấu và cái căng thẳng của trận đấu các bạn ạ. Bạn Thanh Tung khá là đau đớn. Hôm nay thì là ngày nghỉ lễ các bạn ạ. Các nam thanh nữ tú đi về cũng khá là đông.
cũng rất là nhiều các cái bạn trẻ về để cổ vũ bóng đá cho cái đội khu 5 và khu 6 ạ. À khu 5 và khu 8 ạ. Xin lỗi các bạn, khu 5 khu 8 thì phải khu 5 khu 6 ạ. Bây giờ chỉ là đội nào ghi được bàn thắng là đội đó sẽ là giành chiến thắng chung cuộc vì sắp kết thúc trận đấu rồi. Vâng, cuối cùng thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã cất lên các bạn ạ. Như vậy là sẽ diễn ra một loạt đá 11 mét, đá luân lưu các bạn ạ. Không biết là để mình hỏi xem là có đá đấy. Cái này luân lưu luôn có đá phụ không? Mình xin phép ban tổ chức và đã được vào sân. Xin cầm giấy bút vào. Đây là các cầu thủ khu 8 các bạn ạ. Còn bên này sẽ là các cầu thủ khu 5. Bây giờ sẽ là để hội ý giữa các cổ động viên tất cả các bạn. Đây là đội chủ nhà các bạn ạ. Đây là đội chính khu 5. Họ đã chiến đấu rất là quyết liệt và đã giữ được tỷ số hòa. Cái này mình đã luân lưu luôn à? Hay là sẽ là đây có nghĩa là ông sẽ là chỉ đạo viên trong cái trận đấu này của đội tuyển khu 5 các bạn ạ. Đây là cầu thủ ngoại à? Trong cái giải bóng đá này được mấy cầu thủ ngoại nhỉ? Hai anh ạ. Sẽ được hai cầu thủ ngoại. Ở đây một ngoại binh. Đây cũng thế đúng không? Đây là hai ngoại binh các bạn ạ. Hình như mình ở đâu nhỉ? Cẩm Khê. Cẩm Khê. Đây có hai một trận đấu như này thì sẽ được mấy ngoại binh? Hai ngoại binh. Hai ngoại binh. Thì bạn ở Cẩm Khê này sẽ bạn là ở đâu? Em ở ngoài Phú Thọ anh ạ. Ngoài thị xã Phú Thọ. Thị xã Phú Thọ. Có nghĩa là chắc là sẽ là bạn của Linh Mộc các bạn ạ. Và tất cả các đội thì bây giờ mình sẽ sang bên đội tuyển khu khu 8 nhá. Mình sẽ đi một chút bên khu 8 xem nào. Đây đây là đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Họ đang là bản bạc thế mình Dương ơi, hôm nay mình có sử dụng ngoại binh không? Đây đây em ngoại binh thẻ đỏ có nghĩa là mỗi đội sẽ được hai ngoại binh các bạn ạ. Thôi bây giờ mình sẽ xin phép ra sân ra ngoài để cho các đội họ bàn bạc chiến thuật các bạn ạ. Để họ sẽ đưa ra các cái chiến thuật và các cái người để đá trong cái quả luân lưu 11 mét các bạn ạ. Anh chào em, mình có phải là người Mường không? Hôm nay mình mặc trang phục đẹp như này là đi để trao múa hay là... đây chính là trang phục Mường các bạn ạ. Mường người Mường Nguy Lung Phú Thọ một đây. Và các cô gái Mường thì cực kỳ là xinh đẹp các bạn ạ. Nếu như các bạn về Mỹ Lung thì sẽ được thưởng thức cái món gọi là cơm nếp gà gáy Mỹ Lung các bạn ạ, và rượu nếp gà gáy. Và nếu như được ăn cơm nếp và chấm cơm nếp với lại gà với lại cá suối ngoài lao mà nướng nữa thì cực kỳ tuyệt vời. Và đây thì xin phép các bạn nhé, nếu mình không nhầm thì cô này là sẽ có rượu gà gáy này, nếu đó, nhiều là đấy là cô Xuân, rất là ngon các bạn ạ. Vì nếu mà gạo gà gáy mà ăn mấy cá ngoài Lào mà uống với rượu nếp gà gáy nữa thì không còn gì là bằng. Bây giờ thì đang diễn ra cái trận cái loạt luân lưu các bạn ạ. Thì mình sẽ vào để chia sẻ với các bạn là cái loạt đơn đá đầu tiên các bạn ạ. Đây, đội tuyển khu 5 sẽ là đội tuyển đá trước các bạn. Nào, có vào hay không? Và vậy là đã có bàn thắng đầu tiên rồi các bạn ạ. Được lưu này sẽ đá 5 quả. Một quả thứ hai các bạn ạ sẽ là của khu 8, có vào không? Vào. Như vậy là đã quả thứ hai rồi các bạn ạ. Rất là kịch tính các bạn ạ. Wow. Cầu thủ môn hoàn vũ đã bắt được đúng hướng thì nhưng mà vẫn không thể cản phá được các bạn. Làm được chưa nhỉ? Wow.
cầu thủ này đã lừa được thủ môn Văn Vũ các bạn ạ. À, đã thủ môn Văn Vũ bay sang một bên và bóng bay vào một bên các bạn. Hiện tại là tỷ số nó vẫn đang thì rất là kịch tính các bạn ạ, đang thì cân bằng nhau, hiện tại là đang hòa sao đúng không? Lúc nãy mình quên mình bật máy các bạn ạ, nên là đến lúc sút rồi mình mới bật, nó mất một chút các bạn ơi, hết sức thông cảm nhé. Khu 5 và vậy là khu 5 hiện tại đang dẫn trước các bạn. Thế nhưng mà sẽ còn 3 quả nữa, à 2 quả nữa để mà quyết định thắng thua các bạn ạ. Tiếp tục sẽ là khu 8 các bạn ạ. Rất đáng tiếc rồi cầu thủ 8 các bạn ạ, sút đã không vào các bạn ạ. Vậy là cái loạt đến loạt này thì các cầu thủ đã sút ra ngoài. Rất chia buồn cho cầu thủ khu 8 đã sút ra ngoài các bạn ạ, không ghi được bàn thắng. Như vậy là cơ hội rất lớn để giành chức vô địch cho đội tuyển khu 5. Đội tuyển khu 5 sẽ có những đường sút phải là cực kỳ chuẩn xác để tạo cái lợi thế cho mình các bạn ạ. Đã giành chức vô địch các bạn ạ. Xin chúc mừng đội tuyển khu 5 đã giành chức vô địch trong cái giải đấu hôm nay. Mới đã xong chưa? Hình như là vẫn chưa xong các bạn ạ. Vẫn còn một quả nữa các bạn ạ. Được rồi. Quả này họ vào thì mình cũng chưa hiểu lắm. Đây mình sẽ xem đội trưởng Linh Mập đúng không? Đội trưởng Linh Mập sẽ cho xem kết quả, có nghĩa là đá cho quả này. Rồi xin. Vậy là kết thúc trận đấu các bạn ạ. Cuối cùng thì đội tuyển khu 5 đã giành chức vô địch trong cái giải đá hôm nay. Xin chúc mừng các xin chia buồn với khu 8 nhé. Dù sao thì hai chúng ta cũng chỉ cách nhau một đầu cầu thôi. Ai giữ chức vô địch thì là cũng xứng đáng cả trong khi vào cái trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay là đội tuyển khu 5 đã chúc mừng các cầu thủ khu 5 nhé. Hôm nay đã giành chiến thắng đá rất là xuất sắc các bạn ạ. Xin chúc mừng nhé. Mình cũng là một người khu 5 các bạn ạ. Bây giờ sẽ là đến tiết mục trao giải các bạn ạ. Trao giải để xem là các bạn sẽ xem cái tiết mục trao giải ở cái giải bóng đá ở đây nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Xin chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển khu 5. Hôm nay kiện đồng anh em cảm giác cảm nghĩ như thế nào? Sướng quá. Bây giờ sướng quá. Cứ thắng là sướng rồi đúng không? Bây giờ đang sướng quá. Rất là chúc mừng các đội tuyển khu 5 đã giành chiến thắng trong cái trận đấu ngày hôm nay. Xin chúc mừng chú nha. Chú là một cổ động viên rất là nhiệt tình. Rất là vui. Hôm nay chú thấy cảm thấy trận đấu hôm nay nó như thế nào? Trận đấu này nói chung là cống hiến cho khán giả anh em ta những cái trận cầu quá mãn nhãn quá. Hay. Xinh đáng đúng không ạ? Đấy mới gọi là chung kết, đấy gọi là bóng đá. Đúng rồi, bóng đá. Phải có người thắng người thua. Trong bóng đá nó không thể tránh được cái đau. Nhưng mà rất vui. Đây là coi anh là bên giám đốc ông bầu xô đấy ạ. Anh đây nếu mà về đến đất Vĩ Lùng các bạn ạ, sẽ không thể nào bỏ qua được cái món thịt chua thứ mường. Thịt chua thứ mường chính là chủ của chào thịt. Mọi người nhá. Chào cả đây. Mọi người. Nếu các bạn mua thịt chua thứ mường hoặc là nếp kiệu, nếp gà gáy thì có thể liên hệ trực tiếp với kênh xa anh xa Vlog thì có thể là cung cấp cho các bạn. Đây là giải cầu thủ xuất sắc nhất các bạn ạ. Cầu thủ Xuân Hiếu của khu 6 các bạn ạ. Là cầu thủ xuất sắc nhất. Cầu thủ này đang những cái cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất thì đang đi những cái bước chân thật nhanh lên nhận giải các bạn ạ. Do các cái bạn đã thi đấu quá là nhiệt tình để ghi những cái bàn thắng cho các bạn xem. Đây chính là thủ môn xuất sắc nhất mùa giải các bạn ạ. Thủ môn Văn Vũ của đội tuyển khu 8 các bạn ạ.
sẽ là cầu thủ thủ môn xuất sắc nhất sẽ lên để nhận giải. Đây là đại diện của đội tuyển sẽ nhận giải phong cách các bạn ạ. Là đội của một cái công ty đã đặt trên địa bàn xã Minh Lùng các bạn ạ. Giải phong cách có nghĩa là đội này sẽ là một cái doanh nghiệp, một doanh nghiệp đặt trên địa bàn xã Minh Lùng các bạn ạ. Giải phong cách. Đây là những cái đội đặt giải ba các bạn ạ. Sẽ có 3 đội đạt giải 3. Giải khuyến khích các bạn. Giải khuyến khích. Phó chủ tịch Trà Huỳnh Trang đang trao giải cho các cái đội để đạt giải khuyến khích. Sẽ trao giải từ giải thấp đến giải cao các bạn ạ. Đây là hình như là giải 3 thì phải các bạn ạ. Đang trao huy chương cho giải 3. Có đủ đây, đủ người không đây? Tay tay nha, có đây. Đây là những tấm huy chương bạc phải không? Bạc các bạn. Cầu thủ cuối cùng đấy. Cầu thủ cuối đeo tất vòng nhá. Lúc nãy mình nói nhầm các bạn ạ. Lúc nãy đó là huy chương đồng, còn bây giờ sẽ là huy chương bạc cho đội tuyển khu 8 các bạn ạ. Huy chương đồng sẽ được trao ở trên trên bục huy chương các bạn ạ. Còn là đội tuyển dừng chung vô địch thì sẽ trao ở cái sau cung. Đây là ban lãnh đạo của xã và huyện Đàn Yên Lập sẽ trao giải cho các cầu thủ các bạn ạ. Là màn trao huy chương bạc cho đội tuyển khu 8 và dẫn đầu là thủ môn xuất sắc nhất giải là Văn Vũ các bạn ạ. Lên nhận huy chương bạc. Rất đáng buồn, đáng tiếc. Thế nhưng mà trong bóng đá thì là sẽ có đội thắng đội thua. Chứ không thể nào mà lúc nào chúng ta cũng hai đội thắng cả. Và đây là đội giành huy chương bạc. Mặc dù là thủ môn xuất sắc nhất nhưng mà đã không thể nào giúp đỡ cho đội để giành huy chương vàng các bạn ạ. Và đội tuyển khu 5 năm nay đã rất xuất sắc để giành huy chương bạc, huy chương vàng, khu 8 là huy chương bạc. Đây là sau khi nhận huy chương thì sẽ lên đây để nhận là phần thưởng cao thứ hai các bạn ạ. Phần thưởng đó là giải nhì. Cô sẽ chào cho đội giải nhì huy chương bạc với phần thưởng là đây giải nhì với phần thưởng là 1.500.000 các bạn ạ. Một phần thưởng để khích lệ các khu dân cư để sang năm sẽ cố gắng hơn nữa để giành giải các bạn ạ. Xin chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển khu 8. Mặc dù không được giải nhất nhưng mà trong bóng đá thì mình đã nói rồi, sẽ có đội thắng đội thua. Đây, màn mà chúng ta chờ đợi nhất sẽ là màn trao huy chương vàng các bạn ạ. Huy chương vàng và trao cúp vô địch cho đội tuyển khu 5. Xin chúc mừng các đội tuyển khu cầu thủ của đội tuyển khu 5. Hôm nay mình sẽ lên nhận huy chương vàng và dẫn đầu sẽ là anh Thắng và thứ hai sẽ là trưởng khu dân cư khu 5 các bạn ạ. Ông Lâm. Ông Lâm sẽ là người ông bầu để lên nhận huy chương và sẽ nâng chiếc cúp danh dự các bạn ạ. Nâng chiếc cúp danh dự trong cái buổi ngày hôm nay. Xin chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển khu 5. Cầu thủ Linh thì là một cầu thủ rất xuất sắc từ các cái mùa giải trước, thế nhưng mà này đã dành lại cho các đàn em phía sau để huy chương là đủ để các cái mầm non tiếp theo các bạn ạ. Rồi đấy, cho trưởng ban cuối cùng này. Vâng, và đây là cái phần chúng ta chờ đợi nhất sẽ là chào cúp các bạn ạ. Mình sẽ lên đây. Đây sẽ là màn trao giải nhất các bạn ạ. Với phần thưởng là 2 triệu đồng và cùng cúp và huy chương. Hôm nay sẽ là đứng tránh ra, đọc đứng cho bên này ngọc ơi. Anh ơi, đứng nguyên đấy mà đi tiên vào trao cúp là đội trưởng hơn.
Đâu à, đội trưởng? Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành cúp vô địch các bạn ạ trong mùa giải 2023. Đây, xin chúc mừng đây là các cái gương mặt xuất sắc của đội tuyển Việt Nam các bạn ạ. Bình luận viên, tổ trọng tài sẽ lên chụp ảnh lưu niệm cùng đội bóng đạt giải nhất trong mùa giải năm 2023. Vậy là cái mùa giải 2023 đã kết thúc các bạn ạ. Trong 4 đội này sẽ đá vào tiếp tục vào Tết các bạn. Dịp Tết thì sẽ đá vào giải tứ hùng. Anh ơi, có vẻ là Tết là mình sẽ có một giải tứ hùng đúng không? Trong giải hai đội giải 3, giải 4, giải nhất đi sẽ đá tứ hùng. Mình sẽ tiếp tục truyền tải cho các bạn đến cái giải tứ hùng sau. Bây giờ mình xin phép kết thúc cái video ngày hôm nay. Xin phép chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.